Ngọc Trinh tiết lộ tình tiết vụ trộm, người giúp việc khóa trái cửa không cho vào. Thông tin về việc Ngọc Trinh bị trộm mất bộ đồng hồ trị giá 10 tỷ đồng đang nhận được nhiều sự chú ý. Chiều ngày 30 tháng 3, thông tin Ngọc Trinh trình báo mất bộ sưu tập đồng hồ 10 tỷ đồng tại biệt thự riêng của mình đã nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Tối ngày 30 tháng 3, trên Facebook của mình, Ngọc Trinh đã đăng tải tình tiết vụ trộm diễn ra ngay trong đêm. Nữ hoàng nội y ỉa chia sẻ, nếu không phải cái hộp đựng đồng hồ bị hư, két sắt mới thì chưa về thì chắc trộm bê nguyên cái hộp đi rồi. Lúc đó thì phải là 20 cái chứ không phải là 15 nữa. Trong đêm bị mất trộm, câu nghe tiếng sột soạt thế nhưng chỉ dám nằm im chứ không manh động. Tên trộm còn khua đèn flash xung quanh phòng cũng như xuyên qua rèm cửa khiến Ngọc Trinh vô cùng sợ hãi. Người đẹp tâm sự, đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này. Nữ hoàng nội y ỉa cho biết, tầm 10 phút khi tên trộm đi qua phòng túi hiệu thì cô mới nhảy khỏi giường lao xuống lầu vào phòng hai trợ lý của mình và cầu cứu. Thế nhưng phản ứng của người giúp việc tên Huệ lại khiến nhiều người phì cười. Có vẻ lúc đó đang mơ ngủ, cho nên Huệ đã khóa trái cửa không cho Ngọc Trinh vào phòng. Sau khi Kiều mở cửa cho Ngọc Trinh vào thì nữ trợ lý đã gọi công an, Kiều cầm cái điện thoại run lẩy bẩy gọi cho bảo vệ. Nhanh kinh khủng, 15 phút sau năm chú bảo vệ có mặt. Ba con núp lùn trong phòng cảm thấy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.